Cái loại nhà mình loại nào anh? Cái gì Honey Crisp, Apple rồi nhà mình là loại nào? Mình rồi nó có táo ăn rồi. Honey Crisp and Honey Crisp Apple. Honey Crisp Apple là 5 mét anh ạ. Ôi trời ơi, rộng 4 mét chết cha. 171 đồng 99. Mình ơi, problem lớn á. Là nhà mình đâu có room cho nó dài vậy, cho nó cao anh. Cao thì ok, nhưng mà spread 4 meter anh ạ. Mình ạ. À, cái 8 nó ra cái gì? 4 mét. Rồi còn cái cây gì của anh đâu? Cái lê gì đó đâu rồi? Không có lê hả? Cái này cherry giống nhà chị Tư đây phải không anh? Cây này có ăn được đâu, chua lét à. Để xem nó bán nhiều cây nè. Ôi Naka Kamin Chuo Cherry. Cao 2,5 m, rộng 1,8 m, 229 đồng. Không ăn được hả? Chua quá là chua. Còn như cành. Đâu đây nhà mình đâu? Thế lên nhà mình yếu năng suất quá anh ạ. Chả thấy nó lên gì cả. Năm ngoái ăn được quả nào không? Là Norton ấy gì? Early Bull Pear à, hại 8 mét à, chiều cái nó phát tán là 6 mét. Có ok không anh? Okay. Zone 2 minus 46 to minus 40 degrees Celsius. Chắc vậy là ok đấy. Để xem nó bán bao nhiêu nào. 229 đồng, hôm bữa mua 200 đồng phải không? Nhưng mà sau cây nó bự quá anh nhỉ? Nó cao quá à?